Thưa quý vị, trưa nay 28 tháng 4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn. Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700 đến 800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9 đến 12 tháng trong năm. Mặc dù đã có các giải pháp công trình, phi công trình sử dụng tiết kiệm nước, nhưng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh này hầu như không mưa, ngày nắng kéo dài. Theo tỉnh Ninh Thuận, có nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ tại các huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam. Khả năng xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn cục bộ vào sâu trong sông. Hiện dung tích trữ tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 39,5% so với dung tích thiết kế. Có 2 trên 23 hồ đã hết nước, có 3 trên 23 hồ đã xuống dưới mực nước chết. Sẽ có 4 trên 23 hồ trong thời gian tới sẽ hạ thấp tới mực nước chết. Từ nay đến tháng 5 năm 2024, nếu trên địa bàn tỉnh không có mưa thì 6 khu vực sẽ thiếu nước sinh hoạt với trên 5.000 hộ, trên 17.000 nhân khẩu. Dự kiến vụ hè thu sẽ sản xuất chỉ đạt trên 75% so với vụ hè thu năm 2023. Trên công trường dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quy hoạch lại hệ thống hồ thủy lợi, khai thác liên thông, dẫn nước giữa các hồ để điều tiết sử dụng nước hài hòa, phù hợp, hiệu quả, cố gắng khắc phục vấn đề khô hạn trong năm 2025. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung nguồn lực trọng tâm, trọng điểm vào phát triển các hồ thủy lợi. Theo Thủ tướng, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo nước canh tác, sản xuất và sinh hoạt của người dân của tỉnh Ninh Thuận trên diện tích 7.000 ha và cả phía Nam Khánh Hòa, Bắc Bình Thuận, nhất là kịp thời ứng phó cao điểm khô hạn trong tháng 5, tháng 6 tới đây. Thăm hỏi động viên người lao động đang thi công dự án và tìm hiểu tình hình hạn hán đời sống, hoạt động canh tác của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hiện bà con chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp, cần đổi mới theo hướng sản xuất lớn, liên kết theo mô hình hợp tác xã, xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất về các ngành hàng có lợi thế, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, quy hoạch vùng nguyên liệu, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm đầu vào và đầu ra, sự tham gia của ngân hàng để hỗ trợ về vốn, từ đó mang lại hiệu quả, giá trị cao hơn. Bà con đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi. Thủ tướng cho rằng nước là vấn đề khó khăn nhất, điểm nghẽn lớn nhất với Ninh Thuận. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tháo gỡ và mong bà con cùng tham gia, góp sức để giải quyết vấn đề này cho Ninh Thuận. Chiều nay 28 tháng 4, tại quảng trường phía Bắc hầm núi Vung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khánh thành dự án thành phần Cam Lâm Vĩnh Hảo và thông xe dự án thành phần Diễn Châu Bãi Vọt đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Khánh thành dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo dài 79 km và thông xe đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B dài 30 km thuộc dự án Diễn Châu Bãi Vọt dài 50 km, nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam trên 1.180 km, đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đến nay đạt gần hơn 2.000 km. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B sẽ đồng bộ tuyến cao tốc từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi đưa vào khai thác, hai đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao an toàn khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, giữa Hà Nội và Nghệ An, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kích cầu du lịch của các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ngành giao thông vận tải, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn khắc phục khó khăn, làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, tăng ca tăng kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ý chí kiên cường chiến thắng đại dịch COVID-19, làm việc 3K 4 kíp xuyên lễ xuyên Tết để đưa các dự án đi vào khai thác vận hành. Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng đã sẵn sàng nhường đất rời nhà để triển khai các dự án. Hôm nay thì chúng ta đưa vào khai thác cái dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo dài 79 km và Diễn Châu đến quốc lộ 46 là 30 km. Thuộc cái dự án Diễn Châu Bãi Vọt là 50 km. Nâng tổng số cái chiều dài khai thác trên trục Bắc Nam của chúng ta là 1.187 km. đưa tổng số chiều dài tuyến cao tốc trên cả nước của chúng ta vào khai thác đến nay là đạt trên 2.000 km. Đây là một cái thành tích rất đáng trân trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Anh chị và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn trăn trở đau đáu về cái công việc này. Rồi sự vào cuộc của doanh nghiệp và người dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chúng ta mới có được cái điều này. Để phát huy tối đa hiệu quả của dự án này và các dự án cao tốc nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức hướng dẫn vận hành, khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả, căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai, kiểm tra duy tu bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm an toàn trong khai thác, triển khai xây dựng đầy đủ các công trình tiện ích đi kèm như trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là những gia đình nhường mặt bằng cho dự án, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn, yên tâm sinh sống làm ăn, tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc để quy hoạch và tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các nhà đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn cũng như các bộ ngành địa phương rà soát, đúc rút, vận dụng hiệu quả các kinh nghiệm từ dự án này và các dự án đã thực hiện để nâng cao hiệu quả triển khai các công trình dự án tiếp theo. Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Diễn Châu Bãi Vọt, đủ điều kiện để tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh Nhật Bác 19 tháng 5 năm 2024. Phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình đã tổ chức tang lễ và truy điệu hai cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh thuộc các xã biên giới Phương Tiến, Lao Chải và Xín Chải, huyện Vị Xuyên. Hai cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng là đồng chí Trương Thị Lan, sinh năm 1983, cán bộ hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, Tây Côn Lĩnh, và đồng chí Trần Văn Khiên, sinh năm 1983, cán bộ hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên. Trước sự dũng cảm của hai đồng chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi công điện thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình cán bộ kiểm lâm bị nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng truy tặng bằng khen cho hai đồng chí về hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Hiện các cấp ngành tỉnh Hà Giang đang triển khai các thủ tục bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho hai đồng chí cán bộ kiểm lâm. Hài cốt các đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán về việc tạm dừng chuyển đổi hệ thống giao dịch sang hệ thống KRX. Căn cứ theo tình hình thực tế triển khai, HOSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch. Đồng thời, HOSE đề nghị các công ty chứng khoán tiếp tục bảo đảm hệ thống giao dịch hiện tại vận hành an toàn, ổn định và thông suốt. Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam do HOSE làm chủ đầu tư và đơn vị thực hiện là Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc KRX. Thưa quý vị, thị trường thương mại điện tử Việt Nam ngày càng được mở rộng, đa dạng về mô hình hoạt động, nhiều đối tượng tham gia. Do đó, số thuế thu được từ hoạt động này là không hề nhỏ. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế năm 2022, doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng. Số thuế các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp là 83.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 2 năm gần đây nhất, ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 348 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên. Dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65 km, điểm đầu La Sơn tại km 0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm cuối Hòa Liên tại khoảng km 66. Nút giao Hòa Liên kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án đầu tư công nhóm A Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.011 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các thông tin số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, tổ chức triển khai lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cùng với việc bổ sung thuê máy bay, rút ngắn thời gian quay đầu và tăng thời gian khai thác máy bay, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm và sáng sớm để mang tới cho hành khách những mức giá phù hợp nhất trong giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn để thêm lựa chọn cho hành khách. Hãng hàng không Vietjet cũng tăng thêm 86.000 ghế, tương đương gần 425 chuyến bay trên các đường bay đến và đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Theo kế hoạch bay của các hãng hàng không, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ phục vụ hơn 1.250 lượt chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 24% so với bình thường. Để bảo đảm hoạt động vận tải bằng đường không trong dịp lễ, Cảng đã triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn của Cục Hàng không Việt Nam đến tất cả các đơn vị trong cảng. Cụ thể, duy trì hệ thống trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực ban 24/24, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an ninh hàng không, tổ chức bố trí điều tiết quân số lực lượng an ninh hàng không trực tại các vị trí phù hợp với từng thời điểm, duy trì biện pháp kiểm tra, tuần tra, giám sát an ninh để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm hành vi can thiệp bất hợp pháp, hạn chế xảy ra ùn tắc cục bộ tại nhà ga. Thường xuyên liên hệ, giữ liên lạc với Văn phòng Thường trực Phòng chống khủng bố thành phố Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu, Sư đoàn Không quân 372 để nắm chắc tình hình địa bàn của cảng và các khu vực lân cận, chủ động phối hợp triển khai các biện pháp đối phó khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị, tuyên truyền là giải pháp chính để đưa các chính sách bảo hiểm vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với sự đa dạng hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng có độ bao phủ rộng theo đúng mục tiêu đề ra. Tận dụng mạng xã hội, tổ chức giao lưu hỏi đáp trực tuyến, phổ biến chính sách qua loa phát thanh, tuyên truyền tận nơi. Đó là những cách làm để giúp người dân hiểu, đồng thuận và tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tôi thấy loa đài phát thanh hàng ngày đấy, cho nên là tôi thấy là mua cái bảo hiểm xã hội là rất có lợi cho toàn dân. Thế góp cái bảo hiểm này là rất chi là tốt. Nay mai là về già được hưởng lương hưu, rồi thì được hưởng những cái chế độ về già, là nói chung là tôi thấy nó tốt. Không chỉ đa dạng hình thức tuyên truyền mà còn xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Tại huyện Hiệp Hòa, giao Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là trưởng ban bảo hiểm xã nhằm phát huy vai trò người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chính sách bảo hiểm. Và xác định tinh thần cái nhiệm vụ là trọng tâm và nhiệm vụ là hết sức quan trọng trong năm. Thông qua cái quyết định kiện toàn ban chỉ đạo và phân công rõ cái nhiệm vụ cho các cái thành viên ban chỉ đạo. Thế thì sau khi triển khai kế hoạch thì chúng tôi có quyết định giao chỉ tiêu cho các cái tập thể cá nhân chịu trách nhiệm với chỉ tiêu. Chính nhờ những nỗ lực này mà tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khá cao. Bắc Giang cũng là tỉnh sớm đạt và vượt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2023. Riêng trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến 31 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 5.800 người. Kết quả này không chỉ là nỗ lực của ngành bảo hiểm mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4 tại xã Mà Coi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khai trương khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sau gần 7 năm triển khai thi công. Trong đó có 2 năm đưa vào khai thác và vận hành chạy thử, qua đó giúp du khách có nhiều sự lựa chọn, trải nghiệm khi tham quan du lịch tại tỉnh Quảng Nam. Việc chính thức khai trương khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ là một sự kiện tạo động lực, làm tiền đề giúp du lịch vùng núi phía Tây Quảng Nam tạo được ấn tượng mới tốt đẹp với du khách gần xa. Dự án khu du lịch còn có ý nghĩa tiên phong, góp phần giúp thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư, qua đó đánh thức tiềm năng và nâng cao vị thế sức cạnh tranh của du lịch miền núi, thay đổi diện mạo cảnh quan địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh Quảng Nam theo mô hình cấu trúc không gian, 2 vùng, 2 cụm động lực, 3 hành lang phát triển. Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang là một trong những dự án du lịch trọng điểm có quy mô 120 hectare tại khu vực vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. Với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng sẽ tạo thêm cho vùng núi phía Tây một điểm đến mới, mở ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, hứa hẹn là địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo thông tin từ ga Hải Phòng, trong ngày 27 tháng 4 và trong sáng ngày 28 tháng 4 đã có khoảng 5.000 lượt khách đi và đến tại ga Hải Phòng. Xu hướng hành khách chọn đường sắt là phương tiện di chuyển tới thành phố Hải Phòng ngày càng tăng, nhất là giới trẻ. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các chuyến tàu đi và đến Hải Phòng đều tăng. Cụ thể, chiều Hà Nội-Hải Phòng ngày 27 và 28 tháng 4, mỗi ngày chạy thêm 2 chuyến, ngày 29 chạy thêm 1 chuyến. Chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 29 tháng 4 chạy thêm 1 chuyến, ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 mỗi ngày chạy thêm 2 chuyến. Hành khách có xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển qua ga Hải Phòng ngày càng tăng, nhất là lớp trẻ. Họ có tâm lý muốn trải nghiệm cảm xúc đi bằng tàu hỏa. Việc đặt vé cũng rất dễ dàng, thuận tiện thông qua các nền tảng trên Internet. Có tới 80% hành khách đi và đến ga Hải Phòng đặt vé online. Để phục vụ hành khách tốt nhất, ngành đường sắt đã nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai bán vé điện tử trên nhiều nền tảng số. Tối qua, phố đi bộ tại khu vực trung tâm Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức đưa vào hoạt động trở lại để phục vụ người dân và du khách. Việc phố đi bộ trung tâm Hòa Bình hoạt động trở lại sẽ tạo thêm địa điểm vui chơi, mua sắm cho mọi người khi đến địa phương. Phố đi bộ tại khu vực trung tâm Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt có chiều dài khoảng 1 km, lấy rạp mùng 3 tháng 4 làm trung tâm cùng với một số tuyến phố xung quanh. Tại khu vực phố đi bộ là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các cửa hàng phục vụ hàng lưu niệm, đặc sản Đà Lạt, ẩm thực. Phố đi bộ hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Để đảm bảo an ninh trật tự tại phố đi bộ Hòa Bình, chính quyền địa phương đã phân công lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm nối tuyến giao thông vào phố đi bộ, cũng như triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc đưa vào hoạt động trở lại phố đi bộ Hòa Bình, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý việc thí điểm mở tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản, thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tối qua 27 tháng 4, tại công viên Thương Bạc, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024, chủ đề ẩm thực Huế với 4 phương nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực Huế, phục vụ người dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế. Tại tuần lễ, người dân và du khách được trải nghiệm các không gian ẩm thực truyền thống Huế, ẩm thực Huế với 4 phương, ẩm thực đường phố, giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực chay và các sản phẩm OCOP Huế. Theo đó, ẩm thực truyền thống Huế là không gian chính với 20 gian hàng trưng bày và trình diễn ẩm thực truyền thống Huế. Du khách không chỉ được tham gia trải nghiệm, thưởng thức mà còn chứng kiến nghệ nhân trình diễn các món ăn thông qua hội thi. 12 gian hàng ẩm thực Huế với 4 phương quy tụ những tinh hoa đặc sắc của ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam, mang đến cho công chúng những nét độc đáo của ẩm thực các miền qua các màn trình diễn chế biến món ăn của những đầu bếp nhà hàng và nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng Việt Nam. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức hương vị các món ăn đường phố đa dạng hấp dẫn của không gian ẩm thực đường phố, ẩm thực chay thuần Huế, các sản phẩm ô cốp Huế. Lễ hội kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Thưa quý vị, di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được biết đến nổi tiếng với kỹ nghệ ngườm và dấu tích của loài người sinh sống có niên đại cách đây khoảng 41.500 năm. Với những phát hiện mới trong lần khai quật thứ 5 được tổ chức đầu năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các nhà khoa học lập hồ sơ đề nghị di chỉ Mái Đá Ngườm là di tích quốc gia đặc biệt. Kết quả khai quật lần thứ 5, các nhà khoa học phát hiện sự tồn tại của các lớp văn hóa có cấu trúc và màu sắc hoàn toàn khác biệt so với trước. Trong các lớp văn hóa 5 và 6 đều phát hiện các công cụ mảnh, hạch cuội nguyên liệu, công cụ hạch, mảnh tước, mảnh tách cùng di cốt động vật, hạt quả và một số lượng ít các loài nhuyễn thể trên cạn và dưới nước, đặc biệt còn phát hiện xương động vật cháy. Tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm lần thứ 5 mới đây, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trung ương, tiếp tục tham khảo ý kiến, tư vấn của các nhà khoa học, tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, đồng thời yêu cầu bổ sung quy hoạch tổng thể khu di tích này vào quy hoạch chung của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, dù chỉ mới đầu hè nhưng trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng. Đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn gần 2.000 trẻ đuối nước mỗi năm. Và hè đến là thời điểm số ca đuối nước có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý có những trường hợp sơ cứu đuối nước sai cách đã khiến cho nạn nhân gặp nguy hiểm hơn. Bệnh nhi 4 tuổi này được phát hiện đuối nước khi đi bơi. Lúc được đưa lên bờ, người nhà đã vác dốc ngược nạn nhân chạy vòng quanh bể bơi, rồi hà hơi thổi ngạt. Dù các bác sĩ đã dùng nhiều biện pháp, cháu vẫn suy hô hấp, suy tuần hoàn, khó hồi phục. Mất cái thời gian dốc ngược để chạy vòng quanh có nghĩa là chúng ta đã bị lỡ mất dù có thể là một vài phút thôi, nhưng cũng là cái thời gian mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể cứu được nạn nhân. Và nếu kéo dài cái thời gian đấy thì thường những cái tổn thương não là không có khả năng hồi phục. Bệnh nhân có thể tử vong hoặc là có những cái di chứng về thần kinh rất là lâu dài. Không khó để gặp những hình ảnh này trong những ngày hè. Việc đi tắm sông, suối, ao hồ là sở thích của nhiều bạn nhỏ. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm là do các khu vực này mặc dù khá nguy hiểm nhưng lại không hề có rào chắn hay là biển cảnh báo. Tình trạng này hiện đang rất phổ biến ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó là sự chủ quan của phụ huynh trong việc quản lý, nhắc nhở con em mình. Triển khai cái việc là rà soát để phát hiện các cái nơi mà nước sâu nguy hiểm, để làm biển báo, làm rào chắn, rồi là phân công cảnh giới để đảm bảo các cái môi trường an toàn cho trẻ em. Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ của các ngành, các cấp liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Hiện cả nước đang trải qua những ngày hè nắng nóng, phụ huynh nên quản lý con em mình, tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm ở khu vực ao, hồ, sông, suối, đề phòng tai nạn xảy ra. Bên cạnh đó, cần bổ sung rèn luyện các kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn đuối nước. Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là một trong những chiến công lừng lẫy của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang ấy, biết bao tấm gương đã anh dũng hy sinh, dù bom đạn xương tan, thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Một trong những tấm gương dũng cảm chiến đấu vì nước quên thân và hy sinh đúng ngày giải phóng Điện Biên Phủ là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Can. Đồng chí Trần Can sinh năm 1931, quê ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, đồng chí đã nung nấu quyết tâm đi bộ đội để giải phóng quê hương. Tháng 5 năm 1951, Trần Can xung phong nhập ngũ và được phân về Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, nay là Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tiểu đội trưởng Trần Can chỉ huy tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu, rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy, thu nhiều vũ khí. Trần Can cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ trao tặng lên nóc lô cốt cố thủ của địch ở cứ điểm thứ 3. Và đó là lá cờ đầu tiên quân ta cắm trên cứ điểm của địch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, lá cờ của ta phấp phới tung bay trên cứ điểm như dục dã bộ đội, tạo nên tinh thần quyết chiến, quyết thắng, xông lên tiêu diệt địch. Tin vui chắc cũng về bên Bác Hồ. Bác đương cúi xuống bản đồ, chắc là nghe tiếng quân hò, quân reo. Từ khi vượt núi Băng Đèo, ta đi bác vẫn trông theo hàng ngày. Tin về mừng thọ đêm nay, chắc vui lòng bác, giờ này đợi trông. Cái trận mà Him Lam ấy, thì cái gương Trần Can thì nó động viên anh em ghê lắm. Dù bất cứ cái khó khăn nào cũng phải hoàn thành. Tinh thần Điện Biên Phủ thì phải nói là quyết tâm rất cao, quyết thắng. Đấy. Cho nên là khó khăn mấy đấy, thì dù rằng khó khăn mình cũng tìm cách để bài diệt. Nó sợ nhất cái tinh thần đó. Trần Can đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy bộ đội đánh vào sở chỉ huy của tướng Đờ Cát vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, cũng là ngày kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những chiến công to lớn, anh hùng Trần Can được Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa truy tặng huân chương quân công hạng nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Là một trong 16 cán bộ chiến sĩ được Quốc hội tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Sự chiến đấu, hy sinh anh dũng và lòng yêu nước nồng nàn của anh mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và noi theo. Thưa quý vị, những ngày tháng 4 lịch sử luôn là ký ức hào hùng không thể nào quên của mỗi người dân Việt Nam. Đó là đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trước những thắng lợi giòn giã trên chiến trường, đầu năm 1975, Bộ Chính trị họp quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với mở chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, Bộ Chính trị chỉ đạo Quân ủy Trung ương phối hợp mở hướng tiến công chiến lược trên biển để giải phóng quần đảo Trường Sa, thu non sông về một mối. 49 năm đã trôi qua, Trường Sa ngày hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Bảo vệ vững chắc quyền đảo, chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, yếu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa là sự tiếp nối huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển của đoàn 125, đoàn tàu không số và những chiến công độc đáo táo bạo trên chiến trường Quảng Trị của đặc công Hải quân. Chiến công đó khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Tư lệnh Quân chủng Hải quân trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, cách đây 49 năm, đúng 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng tung bay trên đảo Trường Sa. Giải phóng kịp thời các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là chiến công đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa chiến lược của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Giải phóng quần đảo Trường Sa góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chiến công xuất sắc của Quân chủng Hải quân. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và hôm nay các cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhân dân Việt Nam, quân dân cả nước đã và đang phát huy truyền thống nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khi được thực hiện nhiệm vụ ở trên quần đảo Trường Sa này là một cảm giác rất là tự hào. Bản thân mình được ra bảo vệ chủ quyền của quần đảo và của đất nước, biển đảo của Việt Nam, nên là trong cảm xúc của em rất là tự hào và vinh dự khi được ra ngoài này để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Bản thân chúng tôi là rất vinh dự tự hào khi là một người chiến sĩ của đoàn Trường Sa anh hùng. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa thì mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẽ tích cực học tập, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm và nhận thức đối với bản thân, về vị trí vai trò của bản thân trong việc xây dựng đơn vị chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin ơn! Xin ơn! Phát huy chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh giáo dục, quán triệt tới cán bộ chiến sĩ, nắm vững tình hình nhiệm vụ, xác định rõ đối tác, đối tượng và các âm mưu thủ đoạn, hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách xử trí các vấn đề trên biển của Đảng, Nhà nước. 49 năm qua, đảo Trường Sa nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung bước vào thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên thì tôi được tham gia đoàn công tác và ra thăm quần đảo Trường Sa. Và lần này thì cũng được thăm 7 điểm đảo và một nhà giàn, chứng kiến trực tiếp cái cuộc sống của cán bộ chiến sĩ cũng nhân dân trên các đảo, đặc biệt là các cái đảo chìm như thế này. Tôi rất là xúc động, thực sự là ngưỡng mộ cái tinh thần cũng như ý chí tự hy sinh rất là to lớn của các cái cán bộ chiến sĩ trong việc và thực hiện gìn giữ cái chủ quyền biển đảo của đất nước. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng như là giải phóng Trường Sa, mỗi một cán bộ đảng viên cũng như cá nhân tôi cảm thấy rất là tự hào, đồng thời cũng cảm nhận được và nhận thức được cái trách nhiệm của mình ở trên mỗi một vị trí công tác thì chúng ta sẽ có những cái đóng góp xây dựng cũng như là phát triển đảo, bảo vệ cái chủ quyền của biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới. Liên quan đến cái việc thực hiện thực hóa đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các cái cơ quan, cái sở ban ngành có những cái chương trình hành động, nguồn lực tập trung đầu tư. Ngày giải phóng Trường Sa có những cái thay đổi để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu và yêu cầu đề ra, đáp ứng được cái niềm hy vọng và tin tưởng, tin yêu của cả nước. 49 năm đã trôi qua, chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trở thành một mốc son lịch sử, là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân năm 1975, phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa. Các cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hôm nay luôn khắc phục khó khăn, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.